gì kỳ vậy? Trời đất ơi, bạn bè hai vợ chồng gọi điện thoại qua bên nhà mời mình qua đi ăn tiệc. Không những mời mình đang nghỉ mình mới qua nha. Đúng ngày đúng giờ qua dán ngay trước cửa tờ giấy: xin mời vô nhà ngồi chờ. Vì chúng tôi bận công chuyện nên đi về trễ. Cái trễ này hơi quen à. Bởi vì người ta mới nói mà, không ăn đậu không phải là mễ, mà không đi trễ không phải Việt Nam. Trời đất ơi. Đúng không? À, cái này nó quen quen, giống như mời đi đám cưới vậy. Mời 6 giờ rưỡi, mình tự hao đi trễ 1 tiếng, vậy mà vô 10 giờ mới cho ăn. Vậy chịu nổi không? Nhưng mà nói gì nói, lỡ nhịn đói sáng giờ rồi, phải chờ ăn chứ sao giờ. Ăn free mà. Mà không những ăn mà còn tu go về trả thù nữa. Ờ, à, để chờ coi, đi đâu mất tiêu rồi. Thiệt tình mà như vậy là sao không hiểu nữa. Mời mình tới đây ăn tiệc, hai vợ chồng này tự nhiên cái tới, mình tới nơi diện đẹp đẽ như vậy rồi cái để dán miếng giấy mời đi vô cửa sau. Trời ơi, ở cái xứ này mà mình đi vô cửa sau, cảnh sát nó tưởng mình ăn trộm cái gì, nó vô bắt chết làm sao. Mà bây giờ làm sao giờ, nhất định bây giờ để coi có vợ chồng về chưa. Đào ơi, Đào à, Tài ơi, về chưa em? Ủa, vậy là chưa về. Trời ơi, thiệt, có hai vợ chồng này thiệt bê bối hết sức, mời người ta tới đi ăn mà cũng không có thiệt tình vậy, kỳ cục quá. Này, gì vậy? Ai vậy? Trời. Trời ơi, ở ngoài đang khủng bố, gặp mà này khủng hoảng à. Trời ơi, tôi đang ngồi đóng mới tự nhiên tọa nguyên bàn chảo lên vậy hả? Gì kỳ vậy? Nè, tôi nói cho chú biết nghe chưa? Tôi hỏi tôi đi vô nhà này, tôi la lối sầm, tôi kêu réo như vậy, mà tại sao chú ngồi chú làm thinh, chú không lên tiếng, cho để tôi không thấy rồi tôi lại tôi ngồi đại lên mình chú vậy? Rồi, à, gặp rồi, dịch vụ chửi lỗ mướn. Nè, tôi hỏi chú, gì? Chú là ai? Hả? Chú là ai trong nhà này mà tôi hỏi hoài tôi la lên như vậy mà không lên tiếng? Trả lời cho tôi biết chú là ai. Ủa, thím gọi tôi hả? Cái gì? Trời ơi, cái mặt tôi vậy mà gọi bằng thím hả? Ờ, cái mặt ta vậy mà gọi bằng thím hả? Ờ, thì kêu tôi bằng chú, tôi gọi lại bằng thím. Thử mà... gọi, thử gọi bằng honey coi, tôi dám kêu mình ấy không? Nè nghe chưa, nghe chưa. Coi chừng cái miệng đó đó nghe là tôi giả cái chết nghe chưa. Gì vậy, sao vậy? Ở ngoại quốc này, đàn bà là số 1, biết không? Lộn xộn mà sát tới tôi mà đụng tay, đụng chân tôi đó nghe là tôi kêu cảnh sát nó còng đầu 15 tấm lịch nghe con. Hả? Về tội sách nhiễu tình dục. Trời ơi, biết chưa? Hả? Sách nhiễu tình dục. Ừ. Không dám đâu. Hả? Nè. Ê, chú. Ê, ê thím. À. Kêu chú là thím à? Ờ. À, nè, tôi hỏi Du. Ê. Du có biết tôi là ai, là như thế nào với người nhà này hay không? Ai đông trả nô Du? Trả lời. Ai đông nô Du? Chơi tiếng Mỹ thì mình chơi tiếng Mỹ. Nè. Du thoát đi. Tôi nói cho hả? Ờ, đừng. Tôi nói cho Du biết nha. Ờ. Tôi là khách quý của hai vợ chồng này. Ờ. Mời tôi tới đây dự tiệc có thiệp mời đàng hoàng nghe chưa, chứ không phải mà tự nhiên đi tới đâu đó nghe. À, có nghĩa là khách quý. Khách quý đó. Có nghĩa là ăn trực có giấy mời. Gì? Gì ăn trực? Cái gì ăn trực? Không có chuyện. Chúng nói ai ăn trực? Không. Nè, Du nói ai ăn trực? Chết với tôi nghe chưa? Không nói chuyện với Du nữa. Tôi ngồi chờ chủ nhà về. Ai đang quan tôi thoát tôi Du. À. Lộn xộn. Lộn xộn. Ôi, chết. Về, về, về. Chết. Khổ rồi, khổ rồi. Trời ơi, khổ quá. Trời ơi, khổ quá, khổ quá. Khổ quá. Trời sao khổ dữ vậy? Trời ơi, khổ quá. Trời ơi, cho em chết. Đứng lại. Đứng lại. Làm gì kỳ cục vậy? Chị làm cái gì? Làm cái gì vậy? Dạ, tôi khổ quá. Trời ơi, khổ mà làm gì? Bạn khổ quá, bạn vậy nè trời. Trời ơi, bà sướng biết sao nữa. Trời ơi, chuyện gì? Chuyện gì mà sao lại tự nhiên mời rồi biểu đi cửa sau không vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì? Có chuyện, có tai nạn, có tai nạn. Chuyện gì? Giờ vậy ha. Nghe, tôi hỏi nè. Nãy giờ đó, hai vợ chồng anh chị đó. Dạ, vợ chồng gì? Trời đất ơi, vợ chồng ai? Vợ ai? Vợ ai? Tôi hỏi gì vậy? Lộn. Nãy giờ đó, hai má con hai người. Cái gì giống gì má con? Trời ơi. Chết đạo ơi. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Sao chuyện gì chuyện gì nói chị nghe coi. Đây là Hồng. Chị Hồng. Hồng. Dạ. Đây là Minh. Anh Minh. Minh cô đơn. Dạ dạ. Nãy giờ đó hai người đó có thấy anh Tài chồng em về nhà chưa? Hả? Tài hả? Dạ. Chú ơi. Chú ai có ra? Được.
Trời ơi, mình ơi, em có ý vậy đâu, mình biết mà em đâu bao giờ lẳng lơ đâu, mình biết không? Trời ơi, em không bao giờ lẳng lơ mình. Trời. Trời ơi. Trời đất ơi, chị nói cái chị gì, không lẳng lơ hả? Vậy mà trước mặt trai mà cái vậy nè. Ai chịu nổi? Cái chuyện gì vậy? Mày dài dữ quá. Nói cho đàng hoàng nghe coi chuyện gì sao? Chuyện gì sao? Này này chị Hồng, anh Minh biết hôm nay là ngày gì rồi phải không? Ừ biết rồi thì tiệc tùng mời tới đây dự mà. Đúng rồi, tới đây ăn, tới đây ăn. Hôm nay là đãi tiệc linh đình. Đúng rồi, linh đình. Nhưng mà em xin trân trọng thông báo, bắt đầu từ bây giờ ăn ha. Không tiệc tùng, không ăn uống gì hết. Hả? Không ăn uống. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, tôi sửa sạn, tôi mua áo mới, đổi lỡ tôi đi ăn. Rồi bây giờ không có gì hết, rồi làm sao đây? Trời ơi, làm cái gì qua, kỳ cục vậy? Tối ngày qua trước khi đi ngủ, chơi nguyên chai thuốc sổ. Sáng nay có nhiều ra hết. Rồi bây giờ nó không ăn. Trời ơi, sao kỳ vậy? Đâu nói chị nghe có chuyện gì. Thông cảm cho em. Bây giờ, lát nữa đây nè. Trong cái nhà này, xảy ra một câu chuyện khủng khiếp. Trời ơi, khủng khiếp sẽ có. Máu đổ. Hả? Trời ơi, máu đổ. Thịt rơi. Thịt rơi. Thay người gục ngã. Thay người gục ngã. Cái gì kìa? Cái gì vậy? Sao tự nhiên mà chú ôm tôi vậy? Trời ơi, bà này gan ngược không? Tự nhiên bà nhảy cho người tôi ôm, tôi mới hy sinh tôi ôm bà chứ bộ. Bà dù phải thôi nha. Ai biết đâu. Trời ơi, Tào ơi, chuyện sao sao? Bây giờ Tào ơi, mà nghe nè Hồng nè. Tào, giúp em. Giúp cái gì? Em phải biết nghe. Dạ. Chị là máu xăm. Em biết, chị là máu xăm. Chị thấy máu là chị xỉu. Chị xỉu. Chị thấy tiền là chị tỉnh. Cái gì kỳ cục vậy? Tiền cái gì đâu? Tào ơi, chị yếu tim lắm. Trời ơi, mà nghe tới máu là chị xỉu, chị chết. Thôi thôi, tao bây giờ chị muốn ăn uống. Không, em nói chuyện nghe chị đi. Không ăn đâu. Không, chị bình tĩnh. Chị lắng giúp em đi. Xong ba cái vụ máu me lộn xộn nha. Em đánh tiết canh chị ăn nha. Trời ơi, tiết canh là máu. Thôi, chị Hồng. Bởi vậy, thấy chưa? Bạn bè đó, nhà người ta có chuyện cái bỏ đi về, trái nhà mới lòi mặt chuột. Cái gì đâu. Dạ, xin phép chị tôi về. Anh lên. Dạ, gì chị? Anh đứng lại, anh giúp tôi nha. Sao vậy? Anh đi về, tôi tự tử, tôi chết liền. Tôi chết ra. Chị chết kệ chị, mới tôi về. Cái gì? À nè, tôi mà chết nha, cảnh sát tôi bắt anh cho anh coi. Tôi làm gì mà cảnh sát bắt tôi? Đây nè, thì tôi về. Anh vô anh quậy trong nhà tôi nè, giấu tay anh tùm lưng trong nhà tôi, cảnh sát bắt anh đó. Nhưng mà nãy giờ tôi không nhịn gì hết, tôi đi về. Giấu chân, đúng rồi, nãy giờ giấu chân anh trên sàn nhà tôi nè, cảnh sát biết là bắt anh đó, anh đáng chịu đó. Tôi chết. Thôi, đừng có chết, trời ơi. Đừng có chết. Sao? Tôi phải chấp nhận như sao giờ? Người ở lại Charlie. Thôi bây giờ có chuyện gì nói tôi nghe coi. Hả? Có chuyện gì? Hả? Trời, anh biết không? Trời mà chuyện gia đình khó nói quá anh ơi. Không sao đâu, nói tôi nghe đi. Dạ. Chuyện gì? Trời khó nói quá anh ơi. Cứ việc nói tôi nghe đi. Mà nói anh nghe làm chi vậy? Để tôi biết. Biết làm chi? Kể người khác nghe. Trời ơi, anh nhiều chuyện quá nhưng mà thôi anh ở lại là tốt rồi. Nè anh nghe tôi nói nè. Thì sao? Sáng nay đó, tôi tính đi ra chợ. Tôi mua 2 con vịt quay. Trời ơi. Anh thích vịt quay lắm phải không? Tôi mới vịt quay lắm kìa. Anh biết không, cái tôi nhờ ông xã tôi đó chở tôi ra chợ. Cái anh biết sao không? Sao? Cái khi mà tôi đó, tôi đậu xe vào parking nha. Tôi bước xuống xe nha. Tôi nhìn vô tiệm thịt quay nha. Tôi thấy 2 con thịt quay anh biết không? Nó treo ha, mở nó bóng lưỡng ha, nó thơm ha, hai cái đùi. Khoan chị. Xin phép chị 1 phút nha. Chị vậy? Nuốt nước miếng. Nói quá rồi. Nó không đó. Cái tôi vừa tính bước vô tôi mua nghe anh. Thì tự nhiên có một bóng đen nhào tới. Trời đất ơi. Chụp lấy tay tôi. Trời đất ơi. Anh biết là ai không? Có để râu không? Có. Có để mắt kiến không? Có. Có trùm khăn không? Có. Rồi biết rồi. Bin Laden. Trời ơi. Phải không? Không phải. Có trùm khăn mà. Trời đất ơi, mùa đông ai mà chẳng đội nón trùm khăn. Ủa không phải hả? Ý là tôi nói anh Dũng Râu. À, Dũng Râu mà cái người tình cũ chị hồi xưa phải không? Anh yêu chị lắm phải không? Đúng rồi. Rồi chị sắp sửa bỏ nhà theo anh trai đó phải không? Đúng rồi. Đừng nói bậy. Trời, anh tài vậy là chết đó nghe không? Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Cái xong rồi phải không? 15 năm gặp lại mà anh. Cái tùng bừng quá. Tôi để cho anh nắm tay tôi. Trời đất ơi, có không? Dạ có nắm không tay sao, tôi. Sao bạn bè, bạn bè. Cái nắm tay xong rồi anh đề nghị là anh hôn má tôi. Trời ơi, chị cho không? Cho chứ, 15 năm mà. Bạn bè cũ mà. À, chị gì tình bạn hả? Tình bạn, tình bạn. Sao nữa? Xong cái đó sau khi hôn má tôi đó, anh đề nghị anh hôn môi tôi. Trời ơi. Chị cho không? Cho chứ, tình bạn 15 năm mà. Trời ơi, sao chị vì tình bạn không bao giờ vì tôi vậy? Trời ơi, anh cái gì trời ơi, anh biết không xong cái lúc tôi bằng lòng á, cái tôi vừa giờ chu mở nè. Anh làm gì vậy? Không phải, tôi thấy chị đưa ra vậy tôi sợ cho hung không khí vô bệnh. Tôi mới để miệng cho tôi đỡ. Anh biết không, cái tôi vừa chu mở vậy ha, cái tôi quay qua bên đường. Anh biết không, tôi thấy một cặp mắt đỏ rực vậy nè. Cặp mắt đỏ rực? Trừng trừng nhìn tôi.
Trời đất ơi, anh biết cặp mắt của ai không? Cặp mắt ai vậy? Anh Tài chồng tôi. Trời đất ơi, cặp mắt của anh Tài. Dạ. Đỏ trừng trừng, nhìn chị. Dạ. Trời đất ơi, thôi chết rồi, chị đưa đi bệnh viện chưa? Bệnh viện chị? Anh bị đá bán hột. Trời ơi, không có, coi như là cái máu gan trong người anh cuồn nó đổ lửa ra mắt vậy đó. Anh thôi ghen mà rồi, anh. Trời đất ơi, chị với bạn bè lâu ngày gặp nhau nắm tay nắm chân được rồi, còn bạc đúng ra nữa chứ vậy. Trời ơi, dạ. Bây giờ làm sao giờ? Anh biết không, bây giờ như vậy ha. Cái tôi sợ quá, cái tôi chạy vô trong tiệm á, tiệm thịt quay á, đi vòng hai con thịt quay vậy nè. Rồi khi cái tôi bước ra thì tôi không thấy anh Tài đâu hết. Chết cha. Rồi bây giờ còn hai con vịt quay đâu hả? Cho cái phao câu băng đỡ đói quá rồi chị ơi. Lúc đó là còn thì giờ đâu mà mua nữa. Trời ơi, chị mới tính hả? Mới tính à. Rồi sao vậy, tôi đói chết nè. Bây giờ anh ở đây nghe. Anh coi nhà giùm tôi nghe. Ủa? Tôi đi tôi tìm anh Tài con sao chết rồi, tôi khổ quá anh ơi, tôi chết. Nhưng mà chị tôi nghe nè. Tôi nói chị nghe nè. Sao? Nãy giờ sáng giờ tôi đói quá. Chị có gì cho ăn đỡ được không? Nhà có trời, có chứ, có đây nè. Đây nè. Đây nè. Có liền. Đáo ghê, bởi vậy không nhờ chị chết tôi rồi. Ngậm cục kẹo the này đỡ đi nghe. Lát cho tôi tìm phao câu cho anh nghe. Chết rồi, trời khổ quá, tôi chết rồi. Nguyên tối ngày hôm qua chơi nguyên thuốc sổ, bây giờ bắt ăn kẹo, gì kỳ vậy trời? Mới có còn hơn không? Trời ơi, nhà này kỳ quá. Anh Minh! Đất ơi, cục kẹo. Cái gì vậy bà? Đang đổ người chết nhầm cục kẹo đỡ buồn, tự nhiên văng ra rồi kìa. Anh Minh, nói anh nghe này nha. Chuyện gì? Chuyện quan trọng nha. Lát hồi anh Tài anh về đây nữa nha. Coi như nếu như là đó mà coi như anh đòi la đòi hét đòi đánh đòi đập đòi xé quần xé áo thì không sao hết. Không sao hết. Chuyện bình thường. Còn nếu như mà tự nhiên ha. Anh đi vô anh không nói không rằng. Mắt trừng. Rồi anh nhắc kỷ niệm của hai đứa tụi tôi. Đó, sau đó anh nhắc tới những con số thì nguy hiểm đó nha. Trời ơi, gì vậy chị? Sao nguy hiểm vậy chị? Sau đó nha, nếu mà anh thọt cái túi quần á là anh phải coi chừng á. Coi chừng cái gì? Anh móc súng ra bắn cái gì? Trời ơi, có nghĩa là anh về mà anh đập phá thì không sao hết. Mà anh làm thinh, anh nhắc tới những kỷ niệm, nhắc tới những con số, là anh trả sổ tay vô cái túi quần. Rồi. Anh trả cắt cục. Trời ơi, ghê quá, chị bây giờ làm sao về chị? Thôi, được rồi chị, bây giờ cho tôi về đi chị, tôi đói quá. Tôi nói anh nghe nè, đằng nào cũng chết, thay vì anh chết vì đói, anh chết vì đạn, có sao đâu. Trời ơi. Ở lại nghe, tôi đi, trời, tôi khổ quá, trời, chết rồi. Mình ơi, em đâu có muốn gì đâu, mình. Trời ơi, ngày hôm nay tôi đi ăn tiệc hay ăn đòn trời? Như kì vậy? Ôi, bây giờ thì sao đây trời? Ôi, sao mà rung quá vậy nè? Trời ơi, thằng Trải làm hình, không phải là gì hết. Thôi trời, rút à. Mình thân. Nhà của em. Anh Tài. Bây giờ em là anh Tài. Anh Tài khổ quá em ơi. Dạ sao khổ anh Tài? Khổ lắm. Dạ. Nhà sao em còn khổ hơn anh nữa anh? Dạ, em còn khổ hơn anh nữa. Anh xin phép anh nghe không? Dạ. Nếu mà anh không la lớn lên á, dạ, chắc anh tức quá anh chết. Hả? Anh muốn la anh. Anh cứ la, anh muốn đập phá gì cứ la đi. Anh xin phép em nhé. La thoải mái đi anh. Anh cứ la đi anh. Cứ la thoải mái, đập phá bàn ghế đi anh. Anh cứ la thoải mái đi anh. Anh la đi anh. Con la rồi. Hả? Rồi, anh la rồi. Còn biết không nghe hả mình? Chắc có lẽ anh đói quá em biết. Rồi, tới phiên. Bây giờ anh đập bàn, đập ghế đi anh. Quần áo em xé đi anh. Đừng có làm thinh nha anh, đừng làm thinh nha. Không. Hả? Bây giờ anh không làm ba cái chuyện đó nữa. Ủa sao vậy? Mà anh chỉ muốn nhắc những kỷ niệm. Hả? Kỷ niệm đẹp của anh chị. Thôi, em nói nghe nè. Ba cái kỷ niệm này đừng nhớ Tài. Không, anh phải kể. Hả? Thôi đừng kể Tài. Hồi đó Việt Nam. Hả? Đào là một cô gái đẹp, thơ ngây. Dạ em biết. Bán học kinh lộn. Dạ. Em biết. Còn anh Tài. Dạ. Một chàng trai khỏe mạnh phong lưu. Dạ. Yeah. Chạy xe ôm. Dạ. Yeah. Em biết anh. Ôm qua ôm lại, lộn qua lộn lại hai người lấy nhau. Dạ yeah, em biết, đúng rồi đó. Dạ. Yeah. Rồi á, 6 tháng sau. Dạ. Yeah. Anh chị đám cưới. Dạ yeah, em biết mà. Rồi 3 tháng sau. Ừ. Đào đẻ. Dạ. Yeah. Ủa sao kỳ vậy? Gì kỳ? Mới lấy nhau 3 tháng đẻ hả? Em biết rồi. Anh Tài tạm ứng trước.
Đài bu xích trước. Dạ thôi thầy, ba cái kỷ niệm em biết hết rồi, đừng nhắc tới nữa thầy. Không còn nữa em ơi. Anh đã phá em đi, muốn em đi thầy. Không không, còn nữa em ơi. Đừng nữa. Mới năm ngoái nè, sinh nhật của Đào đó. Dạ. Anh chở bên lên Las Vegas. Dạ em biết rồi, được. Anh chị ở casino New York, New York á. Được rồi. Số phòng là 911. Thôi. Thôi tài tài. Thôi đừng có cản, anh kể tiếp mà. Thôi đừng nhắc tới con số này, đừng nhắc tới con số này. Rồi được chưa? Rồi anh chị xuống kéo máy. Dạ. Đào kéo một cái. Trời ơi. Thôi đừng. Trung ba con số 7. Trời ơi. Thôi, đừng nhắc con số tao, đừng nhắc con số. Thôi, đừng con số tao. Tao đã kể kỷ niệm cho chồng tôi. Thôi em sợ lắm, em sợ đừng nhắc con số. Quá. Ê. Có làm gì vậy? Em lại anh Tài. Điên rồi hả? Em lại anh Tài. Mày muốn chết không? Không, mình muốn chết tao. Sĩ ngộ rồi. Kỳ cục. Ủa sao tới? Trời ơi. Trời đất ơi, không phải giỡn hả? Anh Tài, Tài, phải anh Tài. Để em coi coi. Gì vậy? Em coi có cái này không? Trời đất ơi, không có anh Tài. Chuyện gì anh Tài? Tao có, tao không cho mày thấy. Dạ. Rồi sao anh Tài? Nghe là kể tiếp đây nè. Dạ. Trời ơi, em biết không? Dạ. Sao? Dạ. Anh kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện tại sao anh khổ như bữa nay nè. Có chuyện gì nói em nghe đi. Đáng lẽ sáng này đó là dạ, anh chị ở nhà chờ em với chị Hồng tới nhà để mà giữ cái buổi tiệc của hai anh chị. Dạ. Đó, nhưng mà sáng này tự nhiên anh nhớ ra là chưa có mua rượu. Trời ơi, anh chu đáo vậy hả? Ừ, anh biết anh thích nhậu mà. Anh mua chưa? Chưa. Anh mới tính thôi. Trời ơi, đó, tính trời. Anh mới chở chị Đào ra ngoài tiệm nè. Bỏ chị tiệm dịch quay. Dạ. Khi mua dịch quay còn dạ, anh á thì anh vô tiệm liquor anh mua rượu. Và anh đậu xe xong á, anh bước xuống thì dạ, anh gặp con Mai á. À, cái con Mai mang miệng vậy hả? Phải không? Bây giờ nó dỗ vô nó niền nữa rồi. Đẹp còn khổ em biết rồi. Ừ. Cái con Mai mà hồi xưa yêu anh phải không? Ừ, đúng rồi đó. Rồi anh cũng yêu cổ nó phải không? À, đúng vậy đó. À. Trời ơi, đừng có giỡn em. Rồi giờ sao rồi sao? Đây nè, à, lâu ngày không gặp. Ừ. Cho nên cổ mừng quá. Dạ. Cổ mới nhào tới. Dạ. Cổ ôm anh vậy nè. Thì đúng rồi, bạn bè ôm nhau đâu có sao đâu. Thì anh đàn ông mình cũng lịch sự. Dạ. Anh cũng ôm lại. Ừ, thì đúng rồi, đâu có sao đâu anh. Không phải. Ừ. Ôm không anh còn siết. Anh Tài, Tài. Minh phải Mai. Trời ơi, ôm nổi da gà vậy trời. Trời em biết không? Rồi đang ôm cái tự anh nhìn lên. Chết cha. Nguyên một cái mặt tái nhợt. Khuôn mặt nhìn anh trừng trừng cũng lọt ra ngoài đó. Trời ơi, anh biết có ai không? Em biết rồi. Ai? Bà Trăng. Không, bà Đào. Trời ơi, vợ anh. Trời ơi, cái bà này còn hơn bà Trăng á. Bây giờ anh sợ quá, anh xô của Mai là anh chạy vô tiệm anh trốn. Năm mười phút sau là không thấy ai. Anh mới chạy ra lấy xe lén chạy về đây nè. Anh thấy có khổ không? Thôi chết rồi, cái điều này anh khổ quá em ơi, bây giờ em tính sao? Cái gì vậy? À, đông quá đi, à báo điện. Là cái gì? Cười lên Tài, có quyền cười. Cười lên Tài. Tại sao tao cười? Anh biết tại sao không? Anh biết tại sao không? Tại sao? Tại vì có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Trời ơi, tin vui gì? Tôi đang khổ gần chết. Anh nghe tại vì chị Đào không nhìn thấy anh ôm cô Mai. Hả? Thiệt không mày? Thiệt, anh có miệng cười. Anh không thấy ông mày cười. Thì cười. Anh có miệng cười. À, vợ chồng này mắc cười quá. Ê, Bình. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Nếu mà vợ tao không thấy tao ôm con Mai. Hả? Thì lúc đó bà đang làm cái gì? Thì bà đang ôm thằng khác. Không. Thằng nào? Thằng nào? Sao mày biết? Sao mày biết? Tùy chỉ khỏe. Mà ôm Mai. Ôm thằng Dũng á. Trời ơi, tôi chết. Thằng Dũng rồi đó. Trời. Thôi được rồi. Không được. Mày ở nhà nghe không? Tao phải ra ngoài, tao coi hai người làm gì ngoài. Ở nhà. Tao trở về, mày phải làm chứng cho tao nghe không? Không được đâu nghe mày. Tài, nghe nè, Tài. Tài tiếng gì trơn á. Ở nhà có gì ăn không Tài? Trời hôm nay tôi gà gì vậy trời? Bị dần dần vậy trời. Ôi mệt quá. Tìm lên Tài đâu khổ nữa, rồi trời khổ quá. Thôi đi bà ơi. Khổ khổ cái gì vậy hoài vậy? Cái chuyện gì nữa? Dạ con có anh Tài về đây chưa? Tôi nói chị nghe. Cái gì? Chị cũng đừng có trong quên đi bao điệp nữa. Nói cái gì vậy rồi, cho tiếng Mỹ chi nữa đây. Tại vì anh Tài à, không thấy chị ôm anh Dũng. Hả? Ông xã tôi không có thấy tôi ôm anh Dũng. Trời ơi hên quá. Trời có quen cười rồi. Hên quá. Trời biết vậy sáng tôi nhận đi công viên với anh Dũng rồi. Thôi bà. Hả? Bà vừa phải ôm đi được rồi, hên rồi cùng người đặt. Bà tham lam quá. Hên quá thôi được rồi. Trời hên quá. Đó mà vậy bây giờ có gì ăn cho ăn đi. Đói quá rồi. Sao kỳ vậy? Hả? Tôi ôm anh Dũng chần dần trước mặt, tại sao anh Tài không thấy? Kỳ cục với ta. Vậy lúc đó tại sao anh Tài không thấy? Đó. Tại sao anh Tài không thấy tôi ôm ông Dũng hả? Tại sao? Tại sao? Thì tại vì lúc đó ông đang ôm con Mai. Hả? Cái gì? Anh Minh, đứng đây, nghe tôi nói. Anh Minh. Sao vậy?
ôm con Mai dò phải không? Cô Mai dò vậy nha. Mà anh còn đó lúc này nó dò luôn đẹp lắm rồi. Trời ơi, dễ thương lắm. Còn đó vậy nữa hả? Anh Minh, anh nghe tôi nói nè. Sao vậy? Anh biết tính tôi mà phải không? Tôi biết gì? Tôi không bao giờ biết ghen anh. Chị không ghen đâu. Không bao giờ tôi ghen anh ơi. Dạ, tôi biết. Đàn ông kể chấp nhận cho chơi bời chút đỉnh nên công nhận không? Được. Kỳ này về anh Tài về tôi sẽ không bao giờ tôi làm gì hết. Hả? Tôi cười ra anh. Được đó, đàn bà đi được. Không? Xong tôi lôi anh ra, tôi băm nét gì đó. Tôi bỏ vào cầu tiêu, tôi giật nước trôi hết. Hoàn toàn không bao giờ ghen, bây giờ ở nhà nghe. Anh làm chứng cho tôi nghe, tôi đi tìm ông Tài về là chết chứ tôi, trời ơi, tôi đó tôi không ghen, tôi không. Không, chị. Cái gì? Có gì ăn cho anh đỡ quá đói quá rồi. Chút xíu tôi tìm phao tấu với anh, trời ơi. Chết cho tôi. Hai ngày gì vậy trời? Hai vợ chồng này bị sao? Trời ơi. Trời ơi. Bài tango cuối cùng. Bà làm gì vậy? Nay bà đặt nhảy tango á. Ủa ông nha, lát ông chơi ba xô bây giờ đó. Tôi hỏi bà, hồi sáng này tôi bỏ bà xuống chợ đó, bà đi đâu, bà làm cái gì? Đâu có đi đâu, đi mua vịt quay chứ làm cái gì? Mua vịt quay hay là mua người quay? Hả? Bà ôm ai? Bà hung ai? Tôi đâu có ôm ai, hung ai đâu. Cái bể chuyện vô duyên. Có người thấy, nói lại với tôi. Bà còn chối không? Cái gì mà tôi ôm ai? Bà ôm thằng Dũng Râu. Hả? Bà ôm thằng Dũng Râu. Nè, tôi nói ông nghe nha. Ông có thấy không mà ông dám bịa đặt như vậy hả? Tôi không có thấy. Nhưng có đứa nó thấy, nó mét lại với tôi. Còn chối hả? Chối cái gì tôi nói ông nghe nha. Tôi cho ông biết nha. Ông nói đi, đứa nào thèo lẻo chuyện gia đình vậy? Đứa nào thèo lẻo tôi gặp nha, tôi đập cho chết nghe chưa? Tôi rạch miệng, tôi bỏ trấu cho tôi không lại chứ. Đừng có thèo lẻo nữa. Ai? Ông nói đi, ai? Mà muốn biết hả? Ai? Anh Minh. Hả? Anh Minh, sao anh kỳ cục vậy anh Minh? Anh Minh, trời ơi, sao anh làm kỳ cục vậy? Mày đứng đó, tôi cấm bà bơ tê. Bà không được đụng vô thằng bạn vàng của tôi. Nghe không? Đúng rồi, bạn vàng phải không? Đúng rồi, ông nghe tôi hỏi nè. Sáng nay ông ôm ai ở ngoài đường? Ôm, không những ôm mà còn siết nữa, hả? Tôi ôm ai? Siết ai? Bà có thấy không? Ông siết con Mai vô. Nhưng bà có thấy không? Tôi không thấy nhưng mà người khác thấy. Ai? Bà nói đi. Thằng nào con nào mà nói với bà? Ba đầu sáu tay 12 con mắt. Tôi dặn cổ, có gì dặn cổ gà cho bà biết không? Ông không biết là ai phải không? Nào, anh Minh. Tại sao Minh? Ê nè, đừng có đụng nữa nha. Đây là bạn vàng của tôi nha. Mặc dù hơi nhiều chuyện nhưng bạn vàng nha. Ông vừa phải được nha. Bà ông đó gặp gái là ông mê mãi nha, tôi cho biết. Bà là cứ gặp thằng con cũ rồi bà. Cái gì? Chỗ cũ. Giỡn chơi với tôi đấy à? Anh ngồi xuống. Cái gì vậy? Con chị. Hả? Sức bà đau bà ly. Cái gì? Trời đất ơi, hai vợ chồng mắc cười không? Đồng ý với mấy người á, thương là có ghen, ghen là có thương. Nhưng mà phải thương làm sao cho đúng chứ. Ghen tầm bay tầm bạ không mà. Bây giờ tôi hỏi chị nè, không? Ảnh á, có gặp bạn xa xưa, bồ cũ đi chăng nữa, gặp nhau ôm nhau được rồi, phải không? Nhưng mà tôi ôm chị nè, bạn bè ôm nhau được rồi, nhưng mà đừng có siết nha, không được, không? Còn anh nữa, chị có gặp bạn bè cũ với nhau á, có việc ôm, thậm chí có việc ôm sát vô nữa, hung má cũng sao hết. Nhưng mà chị nha, đừng có mỏ ra. Có ngày sưng mỏ đó, thấy không? Hai vợ chồng ghen tầm bậy tầm bạ, ghen tới nỗi bỏ đói bạn bè. Đó. Ai cũng đồng ý hết chưa? Ôi, gần chết luôn rồi. Ghen tới mức độ một người tới rồi bỏ đi, còn một người thì từ từ rút lui. Tại ông á. Làm gì vậy? Thôi mà tại vì anh thương em quá cho nên nó mới ghen bậy vậy thôi. Em bỏ qua đi. Không phải à, chứ không phải mê con Mai nó trẻ không tôi à? Ồ, nó trẻ thì nó đẹp theo trẻ, còn già như em vậy? Thì không. Dám nói tôi già hả? Sồng sồng như em thì đẹp theo kiểu sồng sồng. Thôi mà cho hung cái bờ vai chút đi. Khoan. Gì vậy? Tôi nói rồi. Chưa bây giờ đã vui vẻ rồi. Dẫn đi ăn đi, đói quá. Đúng rồi, đi dạ. Ăn thôi, dạ, phải ngon. Đi ăn ha. Dạ. Thôi đi. Cái gì? Cái gì vậy? Vợ chồng có giết nhau chưa? Trời ơi. Có đập phá gì, có chém giết, có máu đổ gì hay không? Trời ơi, một phái người ta quấn lộn ly dị lắm hả? Trời ơi, chứ không có gì hết hả? Im rơi rồi hả? Hết chuyện rồi. Hòa thuận rồi hả? Ờ. Trời ơi, vậy đâu có gì đâu vui. Trời ơi,
chuyện nhà người ta bà muốn chia tay ly dị lắm hả? Thôi được rồi, bây giờ tôi cũng đói lắm rồi, bây giờ bà đi ăn nè. Bây giờ cả nhà mình đi ăn về 7 món nè. Đi nha. Bây giờ đi ăn nữa hả? Trời ơi đất ơi, tôi mới ra tôi làm một cái tô phở rồi. Trời, bây giờ làm sao đây? Thôi bây giờ chị no đó, giờ ở nhà thì coi nhà cho tụi em đi ăn ha. Thôi đâu có được nè, nói vậy chứ không ăn phở thì cũng phải cho chén chè ba màu. Cái gì nữa? Khoan đi đã. Chào khán giả chứ. Bóp ơi, bóp. Trời ơi, 8 giờ rồi mà giờ này nó không chịu mở cửa. Cái tiệm tôi như vậy chắc có lẽ chừng vài tháng nữa là bị bankruptcy rồi. Trời ơi, bóp ơi, mày ở đâu? Mày cho tao biết đi. Anh trộm, anh trộm. Anh trộm, tao. Để đi, không em trộm. Để đi. Trời ơi, để đi hả? Trời đất ơi. Trời ơi. Con đang nằm chim bao, thấy con trộm vô con cắp đầu. Trời đất ơi, tại sao mày không xì lít trên sofa mà mày xì lít như này? Dạ, con xì... Xì lít nói 2 tiếng mà nói xì không kỳ lắm mày. Dạ, con hôm lết xì lít với đất quen rồi. Xì lít trên sofa, sợ nó mòn, đã đi bán không được. Cũng móc lò nữa, cũng cái giọng móc lò của mày á. Trời, mày móc tao đó hả? Dạ, cái này không phải nó móc, mà là nói thật. Sao? Một sự thật đau lòng. Nữa cha, một sự thật đau lòng. Bằng cái lúc mày đi hôm lết không, mày đi ngang trước cửa tiệm tao, mày khổ sở này kia, tao nhận mày làm con nuôi. Rồi tao lại đổi tên mày nữa. Tao đổi tên cho mày cái thằng Vũ Văn Bột. Vũ Văn Bột nghe kỳ quá. Tao đổi chữ Bột thành chữ Bóp. Tao bỏ chữ Lăng, Vũ Lăng Bột, bỏ chữ Lăng thành để Bóp Vũ. Vũ Bóp nghe nó giống Mỹ mà, thấy không? Bóp Vũ nghe mày đừng hiểu lầm nha. Dạ. Con sao? Con nói thiệt, con đâu có dám quên ơn của Daddy. Con biết Daddy lúc nào cũng thương con hết trơn á. Chứ sao? Lo cho con. Coi con như con chó trong nhà vậy đó. Đúng. Ê. Dạ. Con chó mà. Dạ, không có, con lộn. Dạ, coi con như con cháu trong nhà. Con cháu. Dạ, cho làm việc nặng nhọc á, mà không có phát lương. Mày, tao lo tất cả mọi sự việc cho mày. Mày sống là nhờ tao. Mày cần gì phải lãnh lương. Là tao nói mày nghe, thấy không? Công ăn việc làm tao cũng lo cho mày rồi, thấy không? Quần áo cũ mà tao bán không được á, tao bỏ ngoài kia mày lượm mày mặc, tao có cản đâu. Đồng thời cái chuyện mà ăn uống á, tao ăn gì mày ăn nấy, thấy không? Có gì đâu. Hả? Tao ăn gì mày ăn nấy. Để đi ăn cái gì con ăn cái nấy. Tao ưng cái này nghe lạ lạ à nha. Sao lạ? Mày tôm cua thấy không? Thịt bò ở đây đó. Mắc tiền mà ăn vô nó mắc bệnh nữa, thành tao không ăn. Bệnh gì? Bệnh cholesterol. Là gì? Là bệnh có mỡ trong máu á. Trời ơi, kêu bằng cholesterol ta đi ơi. Rồi trong khi đó cá. Cá trời ơi, nó rẻ rề. Ăn nó có chất bổ, mà chất dinh dưỡng nữa. Mày biết cá rông phi mà chợ, mấy cái chợ bây giờ nó sell nhau không? Nó đua nhau, nó hạ giá. Mỗi một phao chỉ có 49 cent thôi. Mày thấy không? Nổi cái cá rông phi là mày ăn được rồi. Trời ơi, bà đi mua cá rô phi ở đâu? Ngoài chợ. Trời ơi, hôm bữa đó chợ thấy rõ ràng. Đã đi bươi mấy cục nước đá để móc con cá lên đó phải không? Ừ. Trời ơi. Bươi mấy cục nước đá móc cá lên là 3-4 bữa sau, chứ mấy bữa trước nó còn lội. Hả? Nhưng người ta không lội, tao mua nó lội thét, nó mệt quá, nó đai. Trời đất ơi, vậy là mình đang cá chết rồi. Ôi, chết sống thì cũng cá thôi mẹ ơi. Để tao ngồi tao nói mày mệt quá, tao nói mày nghe nha. Có bữa mình nhớ người ta mua một con cá rô phi có bằng cái bàn. Trời ơi, bàn này hả? Dạ. Vậy là cá mập rồi. Không, bằng cái bàn tay tao vậy nè. Tao kho 3 ngày. Tao với mày ăn cái bữa trước tao hy sinh á. Tao ăn cái đuôi, tao chừa cho cái đồ ngon cho mày. Ăn cái đuôi? Ăn cái đuôi. Hàng gì con ăn nước cơm với cá. Bữa thứ nhì tao ăn cái mình. Con ăn nước cá với cơm. Bữa thứ ba tao kho cái xương rụt, tao hy sinh tan cái xương, tao chừa cho mày cái nồi đem đi rửa. Mày nói tao lần nhận lớp rồi, cái nồi mày còn chút nước mày kho lại khen khét, cái mày trộn cơm mày nói mày ăn con. Trời ơi, ăn nghe mà cũng rén rình nữa. Đã nói mày nghe, ở đời biết tặng tiện danh dũng thì đồng tiền nó sẽ chui vô túi mình. Yeah, thấy không? Yeah. Nếu là đã chui vô túi mình phải biết cách khóa lại, đừng cho tiền nó bay ra. Yeah. Một khi đồng tiền nó bay ra rồi đó thì dứt khoát never yêu thân hả?
Trời ơi, tiền mà làm như xe hơi của Trung Thên trong mày đó đi. Nó đâu có trở lại mày. Thôi vậy, bây giờ tao nói mày nghe nha. Tao nói mày nghe. Ta... Ủa? Trời đất ơi, sao mày không hút bụi mày? Dạ. Trời ơi. Tiệm tùng vô không hút bụi được khách vô sao? Để đi quên nè, để đi dặn là chừng nào á có khách tới hỏi mua máy hút bụi, người ta kêu mình thử, sẵn đó mình hút luôn cho đỡ tốn điện. Cái đó là khi nào có khách. Bây giờ không có khách, mày ra mày lấy cái chổi giùm tao vô quét nó tạm đi. Bụi quá chịu không có được. Mau. Cái chổi bị mòn, còn có cái cán không à, con liệm đi rồi. Trời đất ơi, mày nói tao muốn toát rồi thôi mày. Cái chổi tao mới mua năm ngoái này rồi là sao mòn được. Trời ơi, năm ngoái tới năm nay là 365 ngày. Mỗi ngày con quét 2 lần, tổng cộng là 730 lần. Chổi nào mà chịu cho nổi. Tại mày ăn uống mày không biết kiên cử. Mày không chịu đại ếch to con lớn xác quét hết nó mò cái chổi tao. Trời ơi, ăn cơm toàn ăn cơm với nước cá không kêu đại ếch nữa. Gì? Mày chửi tao chả dặn mày nết hay gì? Gì? Dạ đâu có chửi. Rồi cái chổi mày liền đâu? Dạ trong sau sau nhà. Sau nhà hả? Dạ. Trời đất ơi, ra lấy vô đi. Sai đỡ đồ phí phạm đi. Dạ. Phao thôi thôi để vụ vụ quét nó phao. Phao cho tao tới cà phê mau lên. Ê, tao thèm cà phê không? Lẹ. Cà phê hết rồi. Trời đất ơi, trời ơi, tôi chóng mặt rồi trời. Tao mới mua một phao cà phê hồi tháng rồi đây mà hết rồi. Trời ơi, có một phao mà không uống ngày 2-3 cử mà uống tháng 30 ngày mà không hỏi. Hết tối rồi. Rồi, xác cà phê mày đâu đâu? Trong thùng rác á. Trời ơi, mà con có bỏ rác được chưa? Chưa, có xác cà phê không à. Lấy xác cà phê ra phơi lại pha tao uống. Hả? Trời ơi, uống vậy đâu còn mùi cà phê đâu, ta đi. Không cần mùi, tao uống nước gì được rồi, miễn có màu nâu nâu được rồi. Thấy không, đi đi. Ơ mà thôi mày ơi, tao bực quá ngồi. Nay cho phép mày ngồi, tao nói chuyện này mày nghe. Tao nói mày nghe. Mấy tháng này đó, nó có cái chuyện lạ lùng là thiên tai bão lụt nhiều quá. Thấy không, yeah. Rồi nào là bị khủng bố. Yeah. Thấy không, rồi nào là di trùng ăn trét. Hả? Di trùng ăn trét. Ăn trắc gì vậy? Ăn tét. À, thì ăn trắc ăn trét cũng vậy đó. Bởi vậy hổm rài nó có ai đến đây nguyên tiền không? Dạ có, nhưng mà con nói đã đi nốt here cho nên người ta nói bữa nay người ta trở lại nè. Đó, cái khổ tao mới chủ nốt here của mày đó. Bây giờ tao nói mày nghe, nếu họ trở lại tao không có cách nào, tao nói tao chỉ nhờ mày một chuyện thôi. Mày giúp tao được không? Nhờ cái gì? Hả? Người ta tới thì nó đi cứ nói là nhà mình hết tiền, hết gạo, hết quần áo. Tiền còn không có đủ tiền để mà mua chả chồi nữa mà. Chả chồi là gì? Là chổi chà. Tao nói mày nghe bây giờ vậy. Mày, người ta đến đây mày cứ nói thẳng là không có tao ở nhà. Trời đất ơi, ra đi ơi. Gì? Có gì đâu mà phải đi trốn. Phải vậy tao nói thiệt á. Dạ. Ở đời á, có nhiều cái kẻ mà nhiều khi có tiền trong túi mà làm như là nó dễ nghèo khó lắm. Ăn mặc bảnh bao mà lúc nào trời ơi, có thiệt đó đi á. Đó là những người nô lệ cho đồng tiền. Thấy không? Ăn không dám ăn, uống không dám uống. Hả? Đó là những kẻ bần tiện. Sống trên đời làm cái con mẹ gì nữa. Hả? Shut up. Mày xỏ xiên tao đó mày. Dạ con đâu có xỏ. Không xỏ xiên tao, mày nói ai vậy? Thì con sẵn nó con. Thôi nói vậy đi chơi. con đừng sợ. À đấy đi, không có đánh con đâu. Bây giờ đấy đi đề nghị với con cái chuyện này. Dạ sao? Bây giờ nếu có họ tới, con thay mặt đấy đi làm chủ cái tiệm này. Con làm chủ. Nói thẳng với họ là bảo họ đừng có tới. Chứ còn ông khó nói lắm. Thôi không được đâu. Con sao? Phải làm chủ được. Trời ơi, con làm người làm quen rồi. Tao dạy cho. Rồi. Tao dạy cho mày làm chủ. Dạy con hả? Hả? Dạy sao? Đây bây giờ nghe. Ví dụ đó. Đâu mày lên mày ngồi kìa. Ngồi cái tứ ông chủ tao coi coi. À chủ á. À ngồi ông tứ ông chủ. À. Đó à, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đó. Gì sao nó đi đánh con? Trời đất ơi, chủ mà bụi nước lụt sao mà rút cái cẳng lên vậy mày? Chứ đó giờ con có ngồi làm kiểu chủ bao giờ đâu. Bây giờ tao ngồi sao? Tao làm sao mà làm y như vậy nha. Mày coi kiểu chủ nè. Cái gì? Đi gì? Hả? Đi kêu làm sao làm như Khang vậy? Trời đất ơi, mày coi cách ngồi tao thương đánh tao. Không có biết đâu, nó không rõ ràng. Thôi được rồi, bây giờ vậy nha. Khi nào họ tới đấy không? Con cứ nói thẳng với họ. Đừng bao giờ cho họ tới đây nữa. Như vậy được rồi, bây giờ con vô trong. Con
Ê, trời. Ê, có ai gõ cửa đây đi ơi. Trời, không lẽ họ đến nguyên tiền. Trời, sớm quá vậy. Mới có mấy giờ, chín mới 8 mấy à. Vậy mày chạy vô lấy đồ mặc vô đi. Hả? Mày mặc đồ lấy đồ gì cũng được, mày giống ông chủ thôi. Chạy vô lấy đi. Bữa nay con là chủ, để là tớ nha. Ừ, mau lên. Ừ, để tao làm thầy tớ. Dạ, chào bà. Dạ, chào. Dạ, xin lỗi, mời bà vào. Dạ, cảm ơn ông. Dạ. Dạ, dạ mời bà sit down. Dạ. Dạ. Thưa bà, chắc hôm nay bà đến đây cũng có chuyện gì tới tiệm tôi, tiệm này là tiệm của ông chủ tôi phải không? Dạ, dạ xin cho tôi phép được gặp ông chủ. À, vậy hả? Mời bà ngồi để tôi kêu ông chủ tôi ra. Dạ. Trời, bà đẹp quá. mặc đồ đẹp ghê. Ông chủ ơi, ông chủ, dạ có khách tới. Dạ. Dạ đây ông chủ tôi đây. Dạ. Dạ xin chào ông. Dạ tôi xin tự giới thiệu, tôi là Julie Hu. Hả? Dạ tôi là hội trưởng hội phụ nữ từ thiện. Dạ xin phép được gặp ông chủ tiệm. Chủ tiệm nào? Dạ chủ tiệm number one. Number one bây giờ đổi thành number ten rồi. Chủ tiệm mới bây giờ là tôi, Mr. Bob Vũ. Dạ. Dạ ông là ông Bob Vũ. Dạ. Dạ hân hạnh chào ông Bob. Sao trình chú ly hù. Ông Bob nói cái gì đó? Dạ ông Bob ông nói là dạ tôi cũng không biết nữa. Sao trình là xin chào, Châu Ly Hù là Chu Ly Hù. À, nói lại. Có vậy không mà không biết. Dạ. Ê, cái... Giống không? Dạ giống cái gì? Y chang à. Hoàng Châu Cát Cá. Dạ. Dạ bà dạ, dạ ngồi, dạ ngồi, dạ ngồi. Trời, nó làm thái giám rồi chứ. Bắt đầu á. Chủ tớ tới chủ nha. Tập sao làm vậy nha. Không có đánh nè. Đánh đau anh đánh lại nha. Dạ. Dạ ông chủ nói. Dạ ai đánh ai. Ủa đâu ai đánh ai đâu. Dạ ông chủ nói gì dạ tôi không có hiểu. Tôi còn không hiểu sao bà hiểu. Chủ tư. Dạ. Ra đại biểu. Dạ. À không, ra nhờ chút việc coi. Dạ, dạ, lịch sự. Dạ. Dạ, thưa ông chủ kêu tôi. Chú làm gì là bị bệnh đau thủng vậy? Dạ. Đứng thẳng lên chút coi. Dạ, thẳng. Thẳng lên chút nữa. Hết rồi, tới đó rồi. Dạ, lên chút nữa đứt liền à. Dạ, lấy cà phê, phơi nắng ra đãi khách. Dạ, cái loại cà phê này đặc biệt lắm bà. Chỉ có mình tiệm tôi có à. Dạ, cà phê phơi nắng. Dạ lạ quá, dạ tôi chưa hề nghe qua. Tôi cũng mới nghe. Sao còn đứng đó? Dạ chưa. Chưa phơi hả? Dạ dạ, dạ thôi cảm ơn ông chủ. Dạ tôi bị bệnh đau tim à. Thành ra bác sĩ cấm uống cà phê. Ừ. Dạ cảm ơn. À vậy à. Vô lấy tiền mua hai lon nước ngọt. Nhớ mua cái loại bò hút ba đồng mấy lon á. Lâu quá là không được uống à. Dạ. Ông chủ ơi, ông chủ. Ông chủ à. Ông chủ đừng la, ông tội nghiệp. Ông đi thấy vậy thấy tội nghiệp quá. Chắc có lẽ ông bệnh cái gì đó. Thôi cho ông vô ngồi nghỉ đi. Bệnh cái gì? Chả làm biếng thấy mẹ đi. Có để chả sai thì tôi tới lui đi.
Bây giờ nói chuyện của mình nè. Dạ. Dạ, bà Chu Lì. Dạ. Có phải là bà hôm nay tới để mà quyên tiền giúp mấy nạn nhân động đất có phải không bà? Dạ phải. À, dạ. Dạ, dạ thưa ông. Dạ. Chúng tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam à. Sống ở trên đất Mỹ à. Cùng đóng góp và chia sẻ những nỗi đau khổ của những nạn nhân bị thiên tai. Sắp vô giọng cổ rồi đó. Giọng này quen à. Giống như Đài Phát Thanh quá. Dạ đúng. Hả? Đó là giọng của tôi á. À vậy hả? Dạ, dạ thưa, mỗi lần mà mình lên Đài Phát Thanh à. Dạ tôi là bà hội trưởng à. Dạ tôi phải kêu gọi cho thảm thiết vậy thì đồng bào mình mới đóng góp. À nói vậy hôm nay là cái giọng mà the thé. À không, cái giọng mà thánh thót như chim hót là bà của Chu Lì. Dạ đúng, dạ của tôi đó. Dạ, dạ, dạ ngồi, dạ ngồi. À, Chuyện nhỏ bà dạ. Ghi vô sổ đi. Dạ. Tôi đóng góp 2,000 đô. Dạ bao nhiêu? 2,000, ít quá hả? Không thể. Dạ 2,000. Ừ. 2,000. Dạ dạ không, dạ nhiều lắm. Dạ dạ cảm ơn ông chủ. Ghi vô đi. Dạ để tôi ghi vô chủ. Dạ dạ dạ. Nè, dạ. Ghi vô đi. Dạ. Trời ơi. Sợ rung rồi ha. Ký thêm 2,000 nữa giờ. Hỏi lại. Tôi không có đuổi là này ra chứ đâu. Lộn đồ đi vô trong. Đây. Ông chủ ơi, ông chủ. Ông đừng có la ông tội nghiệp. Ổng dầu sao người làm với ông lớn tuổi rồi, ổng cũng có danh dự của ổng chứ. Cha này có danh dự. Không sao. Bà ơi, tôi nghe nói là bệnh viện lúc này hình như là có cần tiếp máu để mà tiếp cho nạn nhân phải không? Dạ đúng. Dạ nhưng mà chúng tôi đó chỉ có trách nhiệm là nhận lãnh tặng phẩm và tiền bạc. Còn cái vấn đề hiến máu ra thì bệnh viện... Nhờ bà nói lại chúng tôi muốn hiến 1 lít máu lại tốt. Ồ, nói vậy ông chủ đây muốn hiến máu à? Có, tôi đầy ép ăn cơm với nước cá không à. Máu xấu lắm, chai già kìa kìa. Để ăn đồ sang trọng lắm. Máu tốt lắm à. Đây, dạ. thấy chưa? Chưa, nghe nói hiến máu cái quằn quại mình đi hiến liền à. Thấy chưa, đó. Ông chủ ơi, không phải đâu. Chắc ông nghe hiến máu ông sợ chứ mặt ông xanh dờn kìa. Dạ, ta già thì ta xanh tại ta sợ mất tiền á. Chứ không phải. Thôi. Bà đã chờ chút nha. Để tôi vô tôi lấy tiền tôi đưa bà nghe không? Dạ. Đưa chìa khóa đây. Đưa đây. Ôi tôi chết rồi này. Trời ơi, tiêu tan sáng nha. Ông ơi, chú ơi, chú có sao không? Tôi có cái dầu gió xanh nè, chú xúc vô đây sao cái mặt chú tái quá vậy? Không có tái nào, ngầu yếm gì hết trơn á. Ngầu yếm gì cũng chết là tái gì. Ủa, chú ơi, chú tỉnh lại chút xíu đi. Nè, dạ. Chú xúc dầu đi, đây. Dạ. Để tôi dạ. Dạ, chú tỉnh lại rồi hả? Dạ, tỉnh rồi. Dạ. À, thưa bà, đây, số tiền 3,000 đô, bà cầm lấy đi. Dạ. Ủa, ông chủ hứa tặng cho đồng bào 2,000 thôi à. Mà tại sao đưa tới 3,000 lận? 2,000 là tặng nạn nhân động đất. Dạ. Còn 1,000 extra đó bóp tặng Chu Lì riêng xài chơi à! Qua chưa? Còn nữa. Đây nè, còn cái áo này tốt lắm, tôi xin tặng luôn cho hội đó. Sao? Ủa, ông chủ ơi. Hả? Ông chủ tặng cái áo này rồi sao mà rồi ông chủ mặc áo vậy, làm sao ông chủ tiếp khách? Ông sao, tôi bình dân ăn mặc nghệ quen rồi. Dạ. Ông sao đâu nè, tặng nè đó, tiền đó. Dạ tôi biết rồi, ông chủ à. muốn giúp đỡ mà ha. Ừ. Cơ hội này là ông chủ giúp đỡ mà à. Phải không? Dạ. Đúng rồi, bà nói nếu mà cái bữa nay mà tôi không có chứng minh được cái lòng tốt của tôi đó thì không bao giờ có dịp nào khác hết trơn. Dạ nói bà hiểu rồi. Dạ ông chủ thì lo xa quá à. Chứ thật ra thì những cái thiên tai xảy ra trên thế giới này rất là lúc bây giờ là rất là thường à. Cho nên mà nếu mà lúc này mà ông chủ không giúp được thì lần sau ông chủ sẽ giúp. Sợ đừng có đó. Lo gì hết. Sợ lúc đó mình không còn là ông chủ nữa mà trở thành thông lết thì làm sao có dịp. Ủa hả, ông chủ nói gì mà khó hiểu quá vậy? Bà hiểu chi cho nó nhức đầu nè. Tôi làm gì vậy? Chú Rình hả? Chú Rình hả? Ôi giết mày bây giờ. À, bây giờ
ba dạ. ngàn đó bà. Dạ thôi bây giờ thì để xin bà ông đưa chủ. Sổ tôi ký. Dạ ông chủ làm ơn ký nhận giùm à, tôi đâu, dạ viết đâu à, gì vậy? Dạ đây ông chủ ký nhận giùm à. Dạ bóp vú thì khi dạ. khỏi cần ký vẽ hình được rồi. Dạ dạ đây dạ tôi xin nhận 2.000 à. Mà ông chủ đã ký nhận cho à. Còn 1.000 thì tôi xin trả lại cho ông chủ, tôi không dám nhận. Chà, dạ đúng là người tốt. Dạ. Bà không lấy tôi lấy. Dạ. Dạ bây giờ thì thay mặt cho nạn nhân bị động đất dạ. tôi xin cảm ơn lòng tốt của ông chủ rất là nhiều. Dạ, dạ tôi xin từ giã ông chủ. Dạ, dạ. À, bà bước đi trước tôi cất bước theo sau. Ông đi đâu? Đi đâu tôi cũng chưa biết nữa. Mà tại sao ông lại phải đi? Tại vì hết thời lên voi bây giờ xuống chó. Ông chủ nói cái gì mà nghe vui quá à. Mà tôi không hiểu gì hết. Trời ơi. Dạ thôi xin chào ông chủ. Bà chào nó cho bà ơi. Vẫy tay chào nhau. Trời ơi. Một lần cuối. Một lần cuối cùng. Trời ơi. Ta đi luôn. Ông nổi vậy. Thằng hốt lên. Trời ơi tiền tôi không có cách nào đây á. Như vậy là đế quần như thân rồi. Đúng rồi.